đó, cô chú, anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của hai mẹ con Minh ngày hôm nay nha. Thì á, ngày hôm nay mình có rất là nhiều rau câu mọi người. Thì á, đây là rau câu xoài nè các bạn. Đó. Ồ. Đây. Rồi đây là rau câu dâu á các bạn, dâu. Còn này là rau câu dừa mà ở trong đây nó có cái gì phổi tay mọi người. Các bạn thấy mấy cái sợ phổi tay không? Đó, rồi ăn đi. À, bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng ăn với hai mẹ con mình nha. Đó, cái rau câu xoài này bữa mình mua trong chợ. Dẻo dẻo ngon á. Mình để gì nè cho mọi người thấy. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Còn rau câu này á là rau câu dừa. Rau câu dừa mình đổ rau câu dừa á, cái mình bỏ cái thạch vô. Ngon quá. Thơm dữ sợ. Rau câu dừa có phổi tai ngon quá các bạn. Nó dai dai. Cái này mình nghĩ lấy cái dao cắt. Giờ mình sẽ cắt ra. Chứ cái này nó có cái cọng á. Cái mình không cắt ra cái nó bị dướng mình sắn nó dướng. Bỏ lên. Rồi con ăn mấy cái rau câu đi, không có dầm ra nữa. Nãy con đòi mà. Sao giờ con dầm búa xua vậy? Hả? Mâm đi. Múc ở miệng ôm đi. Nè, giờ mẹ nè. Ngon quá. Rau câu dừa ngon các bạn ơi. Cái loại rau câu dừa này á, mình mua cái loại mà cái hộp á các bạn, cái hộp mà họ pha sẵn á. Thôi. Họ làm cái hộp pha sẵn. Thử miếng. Đó. Vậy sao con đòi ăn? Đòi ăn đã rồi con chê. Còn cái này là rau câu trong. Cái dạng mà trong veo á mọi người. Cái loại này thôi cũng thơm mùi nước dừa. Ngon. Cái này nó thơm mùi nước dừa, giống như là ở bên Việt Nam mình là rau câu trái dừa vậy mọi người. Cái thịt vô. Ê. Đó. Ê. Này nè. Quỷ xoài. Ở phía trong nó có thạch nữa. Nó có thật đúng không? Nhai nghe sực đó. Dư. Nè, của con còn nè, ăn hết đi. Cái này à, hồi nãy anh gì á hả, kêu em bỏ ra ăn cho bằng được, rồi bây giờ bỏ ra nó ngồi dầm gì á mọi người. Khá dễ sợ không? Cái loại này á em mua nó trong hộp ngớm liệu rồi các bạn, thì nó hơi ngọt. Hả? Ngọt. Ủa? Ừ. Ủa?
Còn cái câu câu này á, em mua họ bán trong hộp. Trong hộp nhưng mà chưa có làm á. Mua về mình đổ ra, mình đun sôi lên bắt đầu mình nấu thì nó vừa ăn. Tại lúc tối á, em đi làm gì, em đi học về á, tối quá cái xong cái quay video hơi trễ, không có quay cái nhãn hiệu 310. Cái loại này nè là cái hộp bự bự nè, bự lớn à, mà có cái hình trái dừa mọi người, rất là rất ngon luôn mọi người, nó có nước cốt dừa trong đây luôn á. Các bạn làm thử đi, bỏ phở phở tay vô ăn ngon quá à. Nè mình bỏ phở tay vô ăn nó giòn 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 giòn, xịt 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 lạ miệng nữa. Mượn chiếc xe truck kê cái dĩa đồ ăn mà không cho rồi lại á. Ừ ế rồi lại hả? Ừ ế chắc 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 á, chắc chắc á, chắc 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 đó. Thắng banh chạnh rừng thật chứ, thử miếng đây nè nè, cái này nè nè mới thắng nè, rồi ngon không, thắng vô ôm mừng ôm mừng. Bên đây nè, thắng đây nè. Nhẹ thôi, từ từ. Nói nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ xuống. Nhẹ sắn à. Sắn à. Ngon quá. Rau câu. Nói đi. Rau câu. Rau câu mẹ làm. Không ăn. Không ăn mà đòi chê rồi, bữa nay hai người chê món nào mọi người ạ. Em vẫn thích cái món không là nhất, dễ ăn, nó béo béo rồi nó có cái phổi tay thơm, mùi phổi tay ngon. Rồi. Ngon quá. Hình nghiệm không?
Mâm mâm mâm. Anh Duyên nhé, nhé vỗ tay mẹ nha. Duyên nha. Dạ. Nhé. Dạ. Vỗ tay. Dạ, dạ, dạ. Bị gì? Đâu chỉ anh. Dạ. À, vỗ tay hả? Ừ. Y y. Y y y. Ừ. Chim quá trời luôn rồi. Chim hả? À. Quá trời chim luôn. Ố, ố. Ừ. Chim. Chim sáo. Chim sáo quá trời luôn. Ố, ố. À, chim sáo cho chim sáo ăn hả? Ừ. Chim sáo ơi. Ăn câu câu này chim sáo ơi. Chim ơi. Chim ồ. Chim ú. 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 Ừ. Ừ. Ú. Ừ. Chim. 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 Ừ. Ngon quá. Ú. Đúng rồi. Nha. Mày lượm ra. Dạ. Ê. Ú. Rồi. Ok. Ngon quá các bạn ơi. Chưa. Chưa. Ừ, bây giờ bye bye cô chú đi, bye cô chú nè. Bye cô chú nha. Gặp lại mọi người sau nha. Nếu các bạn yêu thích kênh của hai mẹ con em nhớ đừng quên like, subscribe ủng hộ kênh cho em nhé. Hai mọi người, bye.